kinh văn như thị tuần hoàn cùng tận âm giới bát câu phi tướng tùy đắc nhất duyên giai ngôn tử hậu hữu tướng vô tướng việt dịch xoay vần như thế cùng tột các ấm lập thành tám tướng chẳng phải có chẳng phải không gặp duyên gì cũng đều nói rằng sau khi chết là có tướng không tướng giảng xoay vần như thế cùng tột các ấm lập thành tám tướng chẳng phải có chẳng phải không trước đây hành giả thấy một trạng thái trong đó sự hiện hữu từ trước kia của các sắc ấm thọ ấm tưởng ấm hành ấm trở nên bị tiêu dung không còn nữa và dòng chuyển động trôi chảy lăn tăn của hành ấm lẽ ra sau đó sẽ không còn hiện hữu nữa mà nay vẫn còn tồn tại Quán xét cùng tổ trước sau các ấm này, hành giả khảo sát tuần tự từng món, cố gắng khám phá nguyên lý cơ bản. Anh ta nghiên cứu kỹ lưỡng bốn món sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, quán xét chúng từ tất cả mọi khía cạnh, lập thành tám tướng, hoàn toàn phủ định sự hiện hữu. Có tám trường hợp đều phủ nhận sự hiện hữu của sắc tướng. Gặp chuyên gì cũng đều nói rằng sau khi chết là có tướng không tướng. Bất luận khi đề cập đến ấm này, nào, anh ta chỉ có một câu trả lời. Hành giả đều nói rằng sau khi chết chẳng có sự không hiện hữu có, cũng chẳng có sự hiện hữu vô. Kinh văn Hiệu kế chư hành, tánh thiên hoa cố, tâm phát thông ngộ, hữu vô câu phi, hư thực thất tán. Việt dịch lại thấy hành ấm thay đổi liên tục, tâm phát thông ngộ chấp tất cả đều chẳng phải có chẳng phải không giảng lại nữa thấy các hành ấm thay đổi liên tục hành giả nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về bản chất của hành ấm vì hành ấm có sự thường nhiễu động lăng xăng rất nhỏ nhiệm nó luôn luôn trôi chảy và biến dạng tâm phát thông ngộ tâm phát ra một sự hiểu biết sáng suốt khiến phủ nhận cả có lẫn không hiện hữu Chấp tất cả đều chẳng phải có, chẳng phải không, một sự hiểu biết sáng suốt nhầm lẫn, tà ngộ xảy ra trong tâm ý hành giả. Và anh ta quyết đoán rằng cả có lẫn không hiện hữu, cả hai đều không có căn cứ, phải chăng đây là trung đạo? Không, anh ta không hiểu được nghĩa rốt giáo của trung đạo, đó là lý do tại sao anh ta chẳng quan tâm đến trung đạo, anh ta chỉ quan tâm đến hiện hữu, có và không hiện hữu nên anh ta không thể quyết đoán được điều gì là thực điều gì là hư hư thực lộn lạc vạn vật chẳng hư chẳng thật quý vị nói vạn vật là thực anh ta lại chối từ điều đó quý vị nói vạn vật là hư anh ta cũng phủ nhận điều ấy vì anh ta chủ trương rằng chẳng thực cũng chẳng hư nên anh ta đã bị tán loạn